đây là tiếng nói lát radio xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát radio nha uh, mấy ngày hôm nay mọi người ok không bài bạc uh, bạn cơ uh, bằng uh, kinh doanh như thế nào <laughs> thì um, ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay Lát sẽ đăng lại video bình thường à, không phải bình thường mà 4, 5, 6 thì Lát sẽ đăng mỗi ngày một video đến ngày mùng 7 Lát sẽ đăng lại bình thường nha thì ngày hôm nay um, Chúng ta sẽ nghe đến tập 178 của Bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đền Ân Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Lát có không biết nhớ không nữa. Uhm, thì ở tập trước, uhm, Vương Lâm lúc này đã đến cái nơi uh, chỗ ở của Lý Nguyên. Rồi sau đó được Lý Nguyên kêu bằng truyền thụ rồi sử dụng, cái, cái truyền lại những cái tâm cấm chế các kiểu cho Vương Lâm thì sau đó đoạn cuối tập vừa rồi lúc này vương lâm quyết định đi đến lôi tiên điện hay gì đó để tranh giành cái chức vị trong um, danh sách ở trong tiên danh sách làm tiên đó thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người 108 tiên của Lôi Tiên Điện thuộc La Thiên Tinh Vực, lấy bốn đại tinh vực ở Đông Tây Nam Bắc là nơi tranh hùng, mở ra một tranh đoạt kịch liệt. Lần phong tiên này khơi dòng khai sáng lại tiên giới của La Thiên từ lúc sụp đổ, lại có tiên quân thanh thủy đương thời truyền pháp. Ngoài việc đó ra còn có sự hứa hẹn của hai gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ, lại có cả gia tộc viễn cổ thần bí kia nữa, và việc có tư cách tiến nhập vào tiên trì. Thế thể việc này không thể nghi ngờ gì nữa, đã đem hành động phong tiên làm trở nên đỉnh điểm. Cuộc tiến công liên minh tinh vực sắp tới, cùng với việc phong tiên này đã khiến cho chiến ý của toàn bộ la thiên tinh vực càng lúc càng sôi sục. Vô số gia tộc tu chân ở bốn vùng địa vực lớn ở Đông, Tây, Nam, Bắc, La Thiên Lôi tiên điện lại phái ra sứ giả để chứng kiến Phân biệt tuyển ra 108 người sẽ đi lôi tiên điện Tiến hành cuộc chiến phong hào cuối cùng Tại Nam vực La Thiên, trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài địa viêm tinh một trong ba đại chủ tinh lúc này cả một mảng tinh không mênh mông đang được bao phủ bởi một vòng hào quang rực rỡ bên ngoài ngàn dặm này là dày đặc đến vô biên vô hạn các tu sĩ đây chính là chiến trường dành để phong hào của nam vực la thiên bên ngoài ngàn dặm rất nhiều phiến đá màu xanh trôi nổi phía trên mỗi một phiến đá này đều có một người hoặc mấy người khoanh chân ngồi chờ đợi số lượng phiến đá này rất nhiều đầy ấp bốn phía các phiến đá này được những khán giả các trận doanh đoạt phong tiên nam vực la thiên chuẩn bị bây giờ tại bên ngoài ngàn dặm này có tu sĩ đủ loại trình độ không dưới mấy vạn đại đa số trong số những người này với tu vi của mình đều không mong đợi gì đều đang bị vây hãm ở bước đầu tiên của tu đạo lần này đến nơi này ngoại trừ những người đi cùng với những người tranh đoạt thuộc gia tộc của mình còn lại là hy vọng mở rộng tầm mắt mục đích là chứng kiến tiên pháp Tại vô số phiến đá màu xanh còn có không ít các phiến đá màu đỏ thẳm. Phía trên này tuy cũng đều có tu sĩ ngồi, nhưng mỗi một người này trong hai mắt đều có tinh quang lóe lên, chiến ý ngập trời. Bọn họ chính là những người đã đạt công nhận đủ tư cách để tham gia vào trận tranh đoạt của Nam Vực La Thiên. Các phiến đá màu đỏ thẳm này ước chừng có ba bốn trăm cái. Nam Vực La Thiên tuyển chọn ra 108 người có được tư cách tới lôi tiên điện là từ những cái người này mà tuyển chọn ra giờ phút này ngàn dặm bên trong chiến trường hai tu sĩ đang đối kháng với nhau đủ loại thần thông pháp thuật tràn ngập trình độ lực lượng ngang nhau các tiếng động ầm ầm vang lên quanh quẩn tất cả những người quan sát ở bốn phía đều tập trung tinh thần nhất là những người tham chiến ở lượt kế tiếp thì nhìn không chớp mắt đương nhiên cũng có một ít tu sĩ chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt lại hiển nhiên cái loại trình độ chiến đấu này không thể khiến cho bọn họ có hứng thú được chiến không liệt là một trong số đó chiến gia là một đại gia tộc. chiến không liệt thân là người ưu tú nhất trong số các tiểu bối của chiến gia tham gia vào cái trận chiến phong hào lần này của nam vực yêu cầu của chiến gia đối với gã đó là lọt vào nhóm 10. vị trí trong 10 người đứng đầu này nếu mà không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì ta chiếm được sẽ dễ dàng như trở bàn tay mà thôi ánh mắt của chiến không liệt mạnh mẽ đảo qua rồi dừng lại ở trên một phiến đá màu đỏ thẳm ở xa xa trên phiến đá này, thân công hổ đang ngồi khoanh chân, hai mắt khép kín. Lúc này dường như phát hiện, mở hai mắt ra nhìn về phía chiến không liệt. Hai người nhìn nhau cười, liền thu hồi ánh mắt lại. Ánh mắt thân công hổ thu hồi, lại hướng nhìn về phía hư không xa xa, vẻ mặt có chút ảm đạm. Tùng chủ bị diêu gia đuổi giết, việc này gã vốn định đi để trợ giúp rồi. Nhưng mà một lão tổ trong gia tộc tự mình ra mặt ngăn trở hành vi của gã. Thân công hổ tuy rằng không cam lòng nhưng cuối cùng cũng không thể không khuất phục nhưng mà nội tâm cũng cười khẩy lạnh lùng gã thầm nhũ diêu gia này trêu chọc tôn chủ thì thực sự là muốn chết mà sau đó mặc dù sự tình diễn ra ngoài dự kiến của thân công hổ nhưng ở thời điểm diêu gia đuổi giết tôn chủ lần lượt phản kích khiến cho một lượng lớn tu sĩ phải bỏ mình lại được mọi người xưng hô là ma đạo tử cuối cùng ở bắc vực của la thiên một trận chiến long trời lở đất diễn ra khiến cho cái tên hứa mục hoàn toàn vang dội tất cả việc này tuy bề ngoài xem dậy lên thanh danh hiển hách nhưng mà với thân công hổ thì để lại ấn tượng không hợp lý gã vì thế mà trầm tư một hồi lâu hồi tưởng lại cảnh tượng trước đây trong nội tâm cũng dâng lên niềm chua xót với tâm trí của thân công hổ cũng có phần đoán ra chỉ sợ hứa mộc kia cũng không hùng mạnh như ta tưởng tượng mà tu di này chỉ sợ cũng không còn bằng ta nữa mặc dù có sự tinh tiến nhưng cũng chỉ có trình độ bằng ta đều là dương thực đỉnh phong mà thôi <laughs> nội tâm của thân công hổ cực kỳ phức tạp thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía hư vô nội tâm đồng dạng cũng đang phức tạp còn có chiến không liệt nữa nỗi lòng của gã và thân công hổ đều tương tự vào thời điểm cao trào nhất lúc vương lâm bị diêu gia đuổi giết gã dần dần hiểu ra lập tức để lại một nỗi lòng khổ sở hứa mộc này hơi, không nghĩ tới chiến không liệt ta không ngờ có một ngày bị người khác lừa bịp mà tu nhiên người nãy căn bản không phải là ta nhìn không thấu Tu vi của hắn vốn là như vậy Tại sao lại nghĩ là nhìn không thấu chứ Người này nhất định là có kỳ ngộ ở trong lôi tiên giới Cho nên mới đạt tới dương thực Vậy mà ta lại nghĩ hắn còn ẩn dấu tu vi chứ Mặc dù hiện tại người này tất nhiên Cũng là tu vi dương thực Nhưng mà ta cũng nhìn lầm hắn rồi Nội tâm chiến không liệt thầm than khẽ Trong lòng cực kỳ thất vọng Ở phía sau chiến không liệt Trên một tảng đá Chiến vân đang khoanh chân ngồi Nàng nhìn chiến không liệt Nhìn thấy người này mặt mày đang nhăn nhó trong trái tim khẽ thở dài. Nàng hiểu rất rõ biểu ca lại đang nghĩ tới vị tiền bối kia đi mà. Mấy ngày này, vị tiền bối kia hoàn toàn chấn động la thiên tinh vực. Mỗi lần nàng nhớ tới cảnh tượng trong lôi tiên giới, trong nội tâm đều cực kỳ rung động. Nếu không nhờ của tiền bối dẫn đầu cuộc tấn công kia, thì chỉ sợ hiện tại nàng dĩ nhiên đã bỏ mình rồi. Giờ phút này, ở xa xa còn có một phiến đá màu đỏ sẫm. Đường ngôn phong khoanh chân ngồi ở phía trên, ánh mắt của gã âm trầm. Thấy được cảnh tượng này, gã hư lạnh một tiếng không nói gì. Chiến không liệt, thân công hổ, đường ngôn phong, ba người bọn họ ở Nam Vực của La Thiên đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là Nam Kỷ Tam Kiệt. Trong những khán giả ở xung quanh, ngoại trừ các gia tộc tu chân, còn có kẻ thù. Đó là người phụ trách tranh đoạt phong hào để lựa chọn người lần này. Trong đó có ba người đến từ lôi thiên điện. Trong số ba người này có hai người mà áo bầu xanh, thân sắc lạnh như băng, ẩn trong hai mắt có lôi quang lóe lên. Còn có một người trên mặt lộ ra vẻ tang thương, trên người mà áo bào màu đen mắt thủy chung nhắm lại dường như hết thảy mọi việc trước mắt đều không thèm để ý hai sứ giả lôi tiên điện mà áo bầu xanh đối với người này cực kỳ tôn kính không chỉ có hai người bọn họ như vậy ngay cả ở bốn phía các lão tổ của các gia tộc ở trong nam vực la thiên này cũng cũng có thái độ này đối với lão giả mặc áo bào đen rất là cung kính ngoại trừ ba người này ra các lão tổ của các gia tộc vùng nam vực la thiên cũng đến đây không ít những người này ngồi trên các phiến đá màu trắng. Các phiến đá màu trắng này không nhiều lắm, không đến 10 cái, nhưng trên mỗi phiến này cũng đều có một người ngồi. Tất cả đều có thanh danh hiển hách. Duy có một điều là lão tổ của thân công gia tộc và chiến gia hãy còn chưa tới. Trận chiến trong mạng quan mạc kéo dài ngàn dặm này dần dần cũng tới hồi kết thúc. Từng luồng ánh sáng pháp thuật bắn ra bốn phía. Tại nơi hai người giao chiến, các gia tộc tu chân đều chăm chú xem ai thất bại. Một lát sau, một người trong đó thân mình rung lên, thần thông của đối phương đã sát tới người, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tiên huyết chảy xuống đang nhanh chóng lùi ra phía sau. Mắt nhìn thấy đối phương đang truy kích, người này thầm than, lùi nhanh tiếp về phía sau rồi trầm giọng nói: "Đại hại nhận thua." Một tiếng cười dài từ trong miệng người đang truy kích truyền ra, thân mình người này khẽ chuyển từ bỏ việc truy kích. Trong hư ảnh của quần sáng lay động rồi xuất hiện một người, người này mặc một bộ áo bào màu xanh, đúng là một trong các sứ giả của lôi thiên điện lúc hắn xuất hiện cũng đồng thời lóe ra lôi quang dường như có tiếng sấm rít gào ánh mắt đảo qua rồi hắn bình tĩnh nói lê diệp thắng ngay tại lúc bên ngoài khu vực nam vực la thiên địa viêm tinh đang diễn ra trận chiến phong hào này thì cách nơi này hơn 10 vạn dặm thân ảnh vương lâm từ trong hư vô thiên địa biến ảo xuất hiện ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn thoáng qua về phía xa xa Lý Nguyên từng nói là khu vực tranh đoạt phong hậu ở Nam Dực La Thiên được tổ chức ở địa viêm Tinh. Hơn nữa mỗi một người tham dự đều cần phải có lệnh bài tư cách của Nam Dực La Thiên. Nếu không có lệnh bài thì sẽ không được tham chiến. Giả lại một khi bắt đầu liền đem phạm vi trong 10 vạn dặm phong tỏa lại. Nếu mà đến chậm sẽ không được giàu trong. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, thân mình tiến về phía trước một bước. Dưới chân hắn tản ra gợn sống, sau hai bước như vậy cả người lại biến mất. Bên ngoài 10 vạn dặm địa viêm tinh mỗi một ngàn dặm toàn bộ đều có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi số lượng các tu sĩ này rất nhiều hình thành vòng tròn vây quanh địa viêm tinh hình thành thế phong tỏa khiến cho người khác không được phép đi vào từng luồng linh lực từ trong cơ thể bọn họ tràn ra liên tiếp bao phủ lẫn nhau hình thành một sự liên hệ chặt chẽ mỗi khi một vị trí có biến thì ngay lập tức sẽ bị toàn bộ mọi người phát hiện ra mạnh lâm lúc này đang khoanh chân ngồi ở trong tinh không, trong thần sắc lộ ra sự khó chịu Gã vốn là người trong một gia tộc cực mạnh ở địa viêm tinh. Ban đầu vốn định muốn mượn cơ hội tranh đoạt phong hào này để có thể quan sát đầy đủ các loại tiên thuật. Nhưng lại bị gia tộc phái đến nơi này, trong lòng rất là bực bội. Nghĩ đến mấy người cùng thế hệ trong gia tộc sau khi biết rằng mình bị an bài thủ hộ ở nơi này. Biểu tình của cả đám người kia vui sướng khi thấy người khác gặp họa, lại càng làm cho mạnh lâm này càng thêm phiền muộn. Mặc dù là muốn hảo quyết tâm đã tọa, nhưng bất kể như thế nào cũng không làm được tranh đoạt phong hào tiên nhân lần này nhất là tam kiệt của nam vật kia bọn họ có đủ mọi loại thần thông thuật nếu có thể nhìn được thì nhất định đối với bản thân mình thực có được vô số điểm tốt lớn lao mà hay Ai... mạnh lâm cảm khái than thở tu vi của gã chỉ là anh biến hậu kỳ vả lại bị đình trễ rất lâu rồi thủy chung không thể bước vào vấn đỉnh thời khắc này đang ngồi thở ngắn than dài thì đột nhiên đụng tử hai mắt gã coi rụt lại nhìn chằm chằm về phía trước chỉ thấy bên ngoài trăm trượng trước mặt của mạnh lâm trong hư không kia bỗng nhiên xuất hiện một gợn sống bé nhỏ dao động một chút rồi từ bên trong này bước ra một người toàn thân người này mặc áo trắng tóc đen không gió tự động bay phất phới nhất là hai mắt lội ra một thứ ánh sáng rất khó có thể nói rõ ánh mắt mạnh lầm mới lần thứ nhất nhìn đến lập tức trong đầu liền âm một tiếng phản phất vô số tiếng sấm điên cuồng nổ vang ở bên tai nguyên thần trong cơ thể suýt nữa thì sụp đổ linh lực lập tức tan rã từ trong cơ thể trực tiếp thoát ly mà bay ra cả người của gã ở trong nháy mắt này mất đi tri giác. Bóng dáng của Vương Lâm nhoáng một cái đi qua bên người Mạnh Lâm, mãi cho đến lúc đi ra rất xa, Mạnh Lâm lúc này mới có thể tỉnh thần lại. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ mê mang, quay đầu lại nhìn lại, nhưng lời nhìn cỡ nào cũng không thấy được cái gì cả. Kỳ quái mà, như thế nào vừa rồi lại hoảng hốt như vậy chứ? Mạnh Lâm gãi gãi đầu, nghĩ không ra nguyên nhân, thở dài rồi bắt đầu ngồi xuống thủ nạp. Kỳ dị chính là cái lần thủ nạp này không như các lần trước không thể thành công. Chỉ trong một lát cả người liền chìm vào trong tu luyện. Trong 10 vạn dặm của địa viêm tinh, Vương Lâm vẫn chưa dung nhập vào thiên địa mà là từng bước một sử dụng một tốc độ càng lúc càng nhanh tiến về phía trước. Hắn sở dĩ không dung nhập vào thiên địa sử dụng xúc địa thành thốn là bởi vì cuộc chiến này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Thông qua từng bước, từng bước một này, tâm tình hắn càng thêm bình lặng. Xong cái vẻ bình lặng này thật là đáng sợ, một cổ chiến ý theo từng bước đi này lại càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng lợi hại, càng lúc càng vượt lên về phía trước. Chiến ý này theo bước chân không ngừng thẳng tiến của Vương Lâm, điên cuồng nổi lên, cuối cùng phản phất ở phía sau Vương Lâm, hình thành một luồng gió lốc. Luồng gió lốc này quá mạnh mẽ, phía trong ẩn chứa chiến ý ngập trời ngập đất của Vương Lâm. 108 tiên, cái ta muốn không phải là 72 địa sát, mà là 36 thiên căn. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, cái hắn rất cần là phải thắng, nhất định phải thắng. Muốn tranh đoạt tư cách 108 tiên bên trong Nam Vực La Thiên, thì chỉ cần là tu sĩ bước đầu tiên của tu vi vấn đỉnh là đủ rồi. Chiến ý biến thành luồng gió lốc, ở phía sau Vương Lâm điên cuồng tràn ngập ra, khiến cho khí thế cả người hắn không ngờ mơ hồ, dung hợp cả thiên địa. Hơn nữa trong luồng gió lốc này, lại có hai con cá hai màu trắng đen âm dương khuếch tán ra một cách mạnh mẽ, một luồng sóng gợn tràn ra quét ra phạm vi mấy vạn dặm vẫn còn đang không ngừng mở rộng chiến ý từ trong lòng vương lâm biến mất giờ phút này trong lòng của hắn chất chứa sát khí của thiên địa thêm nữa trên đầu mái tóc đen bay phất phới khiến cho hắn ở giờ khác này thoạt nhìn phản phất như là một pho tượng ma tiên áo trắng trên người hiển lộ ra không phải màu trắng của tuyết mà là sắc trắng của cốt xương một trận chiến này vương lâm chẳng những muốn thắng hơn nữa còn phải thắng một cách cực kỳ nhanh chóng Giống như trận chiến này phải hoàn toàn dương danh ở La Thiên, chỉ có như vậy mới có thể nhằm vào người của hướng gia đưa ra yêu cầu, khiến cho hướng gia không thể không coi trọng tư cách của hắn. Uyển Nhi Thú ý trong mắt của Vương Lâm nồng đậm đến cực điểm, nhưng tại điểm cực hạn này lại còn có một tia bi ai thủy chung tồn tại. Sự bi ai này là đến từ Uyển Nhi của hắn. Hắn thủy chung nhớ rõ khi một giọt nước mắt cuối cùng của Lý Mộ Uyển rơi xuống, thì toàn bộ thế giới ở trước mắt của hắn trở nên sụp xuống, và cảm giác toàn bộ không trung hư vô đều lâm vào bi ai và tịch mịch. Hắn vĩnh viễn cũng không thể nào quên vào thời điểm vấn đỉnh vì trong lòng không từ bỏ cam nguyện với tình cảm yêu dấu của mình nên vì thế mà nghịch tu. Đi vào la thiên tinh vực này, hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến. Tất cả việc này, toàn bộ đều làm sao để ưỡng ừ nhi sống lại. Năm đó trong lời nói của nữ tử hướng gia bị phong ứng trong bức tranh kia, phản phức như vô số tiếng sấm quanh quẩn làm rung động ở trong lòng vương lâm những lời này chính là một nguyên nhân căn bản khiến cho hắn đi vào la thiên tinh vực hắn không thể bại còn có ước định của thanh thủy cũng khiến vương lâm không thể bại mang theo cái loại tín niệm cực đoan này mang theo chiến ý bất bại nguyên lực trong cơ thể vương lâm điên cuồng vận chuyển chiến ý phía sau hắn biến thành luồng gió lốc lại trở nên bành trướng phía trong này tốc độ xoay tròn của hai con cá âm dương trở nên nhanh hơn chiến ý mạnh mẽ này điên cuồng tản ra trong phút chốc làm ra mấy vạn dặm trong địa viêm tinh theo từng bước đi của vương lâm dần dần tốc độ hắn trở nên cực nhanh so với tiếng sấm đánh so với luồng sao băng so với giải cầu vùng thì phải nhanh hơn gấp mấy lần với cái loại tốc độ này cả người vương lâm trực tiếp xuyên vào bên trong ba ngàn dặm của địa viêm tinh tại đây trong nháy mắt trong mạng ánh sáng bên ngoài mười ngàn dặm của địa viêm tinh hai tu sĩ đang giao chiến lập tức sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt ánh mắt lộ ra sự kinh hãi thậm chí còn quên chém giết lẫn nhau mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thẳng chầm chầm phía xa xa kia cái ngọn nguồn mà làm cho tâm thần bọn họ đang chấn động kịch liệt giữa khắc này chẳng những là hai người bọn họ tất cả bốn phía trong vòng ngàn dặm gần như thường sắc toàn bộ mọi người đều biến hóa đều nhanh chóng nhìn về phía xa xa trong số sứ giả của lôi thiên điện hai người đàn ông mà áo bào màu xanh kia cũng biến sắc trái tim tăng tốc đập nhanh hơn máu toàn thân dường như bắt đầu dừng lại chỉ có nguyên lực ở trong cơ thể đang sử dụng tốc độ đáng sợ tự động vận chuyển dường như nếu không làm như vậy thì không thể chống cự được mấy lão tổ của các tu chân gia tộc bên cạnh đang ngồi cũng phải mở đôi mắt nhìn chăm chú về hướng xa xa khuôn mặt lộ ra sự giật mình tinh quang trong hai mắt lóe ra lộ ra ánh sáng dọa người chiến ý thiệt mạnh mẽ mà đến bọn họ còn như vậy lại càng không dùng từ ngữ gì để tả nổi cảm giác của những người khác trong vùng ngàn dặm tất cả các tộc nhân đang ngồi trên các tảng đá toàn bộ ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về hướng xa xa linh lực trong cơ thể bọn họ chuyển động điên cuồng gần như không bị chính bản thân họ khống chế bởi chiến ý khổng lồ không thể tin nổi khi áp xuống bọn họ nếu không làm như vậy thì lập tức sẽ tâm thần bị tổn thương chiến ý này quá đậm chiến ý này quá mạnh mẽ chiến ý này quá mức bá đạo chiến ý vô cùng này dường như hóa thành một chữ chiến giống như âm thanh bạo nổ âm âm u u quanh quẩn bên tai tất cả tu sĩ trong vùng ngàn dặm chữ chiến này không có tiếng động nhưng mà ở giờ khác này cũng có thể làm cho bên trong tâm thần mọi người cảm nhận được mà trở nên chấn động trong đó một ít tu sĩ có tu vi không cao lập tức liền phun ra tiên huyết ngay lập tức bị thương bọn họ bại đó là thua ở chiến ý này trong lòng nổi lên ý niệm không thể chống cự trong nháy mắt hai mắt thương công hổ mạnh mẽ mở ra gã đứng lên một cách dứt khoát một luồng khí thức không thể chống cự đến từ trong linh hồn giống như một hồng thủy đang tấn công trong tâm thần của gã phản phước ở xa xa trong hư không ở phía trước có một cái đầu mảnh thú thời viễn cổ đang từng bước một đi tới chiến ý vô cùng kia làm kích thích sôi trào nhiệt huyết của gã khiến cho trong lòng gã phản phước như đang nhẹn lại nếu không nhổ ra thì lập tức sẽ bị thương cái này cũng không phải là điểm mấu chốt mấu chốt là ở chỗ đó là trong chiến ý này có một luồng khí tức mà thân công hổ rất quen thuộc trong lòng gã sự chua xót và nghẹn ngào lần lượt thay đổi hình thành một nỗi lòng phức tạp tràn ngập cả toàn thân "Tùng, Tùng chủ thân hình thân công hữu run rẩy gã vốn nghĩ rằng chính mình đã thất vọng rồi vốn nghĩ rằng chính mình đối với tôn chủ đã mất đi sự tin tưởng vốn tưởng rằng chính mình đã bị đối phương lừa bịp dường như đã trở thành một người ngốc nghếch nhưng mà tại thời điểm này trong lòng gã hiện ra một cổ lực lượng dũng mãnh lực lượng này khiến cho gã lại trở nên kích động chỉ có điều cái sự kích động lúc này đây Cũng còn có một chút không cam lòng Một tiếng rống rít gào của thân công hổ Hóa thành một luồng khí tức khổng lồ lượn lờ toàn thân Hơi thở này vần quanh lẽ hấp thu nỗi lòng phức tạp Ở thời điểm này của thân công hổ Cuối cùng cũng đồng dạng hóa thành một luồng chiến ý ngập trời bay ra Phản phất hình thành một con cự lông Hướng về phía xa xa rống giận Chẳng những là gã Mà giờ phút này chiến không liệt cũng đứng lên Nhìn chầm chầm về phía trước gã không giống như thân công hổ có thể phát giác sự tiến đến của hứa mộc nhưng mà gã lại có thể theo từ trong chiến ý này tìm được mục tiêu quen thuộc mang theo sự phỏng đoán trong lòng mang sự bức áp đè nén của chiến ý mang theo cái sự khí thế bất khuất trong thiên địa của gã thân là người của chiến gia sau tiếng rít gào của thân công hổ thì cả người của gã phản phất như là một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ bộc phát ra một luồng chiến ý ngập trời chiến ý này đồng dạng hóa thành cửu lông như là một con rồng kiếm khí từ trong cơ thể của gã lao ra. Đường ngôn phung chậm rãi đứng lên, một cổ sát khí nồng đậm từ trong cơ thể gã bùng nổ. Cả người gã phản phức như một tia chớp, một bước tiến lên, thẳng tiến đến cái cổ chiến ý trước mặt. Hai mắt của gã lạnh lẽo, sát khí lông trời lỡ đất. Sát khí này và chiến ý dung hợp hình thành một luồng gió lốc mạnh mẽ quét ngang ra. Cùng với chiến ý của thân công hổ, chiến không liệt dung hợp, điên cuồng tiến về phía trước đối kháng. Dưới áp bách lúc này, đồng dạng cũng bị kích phát ra chiến ý trong người cũng không phải chỉ có ba người bọn họ, mà gần như một lúc sau, lục tục liền có mười đạo chiến ý phóng lên cao, mang theo ý niệm trong đầu không khuất phục, phản phức như tiếng sấm, tiếng ầm ầm u u bắt đầu truyền lại. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ở bốn phía toàn bộ đều khiếp sợ. Duy nhất của lão già mặc áo bầu đen đến từ lôi tiên điện kia, thủy chung thần sắc vẫn bình tĩnh. Hai mắt khép kín, không có nửa điểm biến hóa gì đủ loại chiến ý biến thành các luồng gió lốc lập tức va chạm cùng luồng chiến ý áp bức kia của vương lâm sau một tiếng nổ ầm vang động trời dường như trong vòng ngàn dặm tinh không đều rung rẩy vương lâm toàn thân áo trắng từ xa xa từng bước một đi tới theo sự tiến đến của hắn ở phía trước hắn chiến ý của mọi người giống như là một thực thể từng điểm từng điểm bị đè xuống giờ phút này hai mắt của vương lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo giờ phút này sát khí trong tâm thần hắn như lửa chiến đấu ngập trời không một chút nào nhân nhượng áp chế xuống. Một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn, đường ngôn phong cả người trực tiếp lao lên, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ tản mát ra kiếm khí kinh người. Theo nguyên lực toàn thân của gã vận chuyển, lại có tượng trận thần thông từ trên người của gã bay ra, hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ, vườn quanh, rồi dùng hết sức lực lao thẳng đến vương lâm. Ở phía sau của gã, còn có một ít tu sĩ tại đây cố gắng đè ép chiến ý xuống mà không được. Hàng hái bay lên nhằm về phía vương lâm ánh sáng lạnh lẽo trong hai mắt vương lâm chợt lóe lên một bước tiến lên tay phải nâng lên lập tức trong nguyên lực trong cơ thể ầm ầm tự động hóa thành một luồng gió lốc âm một tiếng tràn ngập bốn phía tu vi khuy niết sơ kỳ trong giờ phút này từ trong cơ thể vương lâm toàn bộ xuất ra quét ngang thiên địa nguyên lực điên cuồng bay ra hai mắt đường ngôn phong lộ ra một tia kinh hãi gã chẳng thể nghĩ tới rằng tu vi người trước mặt này không ngờ đã đột phá dương thực đạt tới khuy niết rồi ngay tại nháy mắt mà gã đang hoảng sợ này vương lâm một bước tiến lên trảm lao quyết trực tiếp lóe lên xuất hiện rồi dừng ở trên thanh trường kiếm màu đỏ của đường ngôn phong kiếm này nghe âm một tiếng rồi lập tức vỡ vụng hóa thành nhiều mảnh nhỏ ở khoảnh khắc đường ngôn phong đột nhiên thẫn thờ vương lâm tiến tới bên người song chỉ thành kiếm phá hủy hết thảy thần thông của đối phương khiến cho đóa sen màu hồng bên ngoài thân thể của đường ngôn phong trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ tiếng động âm ầm vang vọng Sông chỉ của tay phải Vương Lâm không có nửa điểm tạm dừng, trực tiếp đặt lại trước ngực đường ngung phong. Phịch một tiếng, đường ngung phong há miệng phun một ngụm lớn tiên huyết, bay ngược xuống. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên trong cơ thể, có vô số lôi quang phát ra, nguyên thần bị thương nặng, lăn lộn dưới mặt đất. Hết thể các việc này hoàn toàn đều là chỉ ở trong chớp mắt, nhanh không thể tin nổi. Với tu vi khuy niết của Vương Lâm để đánh lui một dương thực đỉnh thì thực sự là quá nhỏ bé không đáng kể. Nếu trọng tâm của hắn có ý định giết người Thì dưới cái chỉ kia nhất định sẽ khiến đường ngôn phong phải bỏ mình rồi Lúc này hắn khẽ thu chỉ lại Con mắt thứ ba của hắn ở bi tâm bỗng mở ra một cái Ánh hồng quang bùng lên Theo cái xoay người của Vương Lâm Một màn hồng quang tản ra Một đám tu sĩ đang tiến tới ở phía sau đường ngôn phong Tất cả đều thần sắc đại biến Đủ loại thần thông bên ngoài cơ thể bọn họ Toàn bộ bị hóa thành bổng nguyên Cả đám người miệng phun tiên huyết Phản phất bị thương nặng trực tiếp rơi rụng trở lại 108 tư cách của Nam dược La Thiên, hứa mổ phải đứng thứ nhất. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Hứa mộng! Trong đám tu sĩ ở bốn phía, lập tức có người kinh hãi hôi lên. Là, là ma đạo tử hứa mộng á? Không, không chứ là hứa mộng á, tao đã tận mắt gặp qua rồi. Hứa mộng, hứa mộng ở La Thiên tinh dực. Người này bị diêu gia truy sát, cuối cùng khiến cho diêu gia đại bại mà quay về. Dưới dòng trời này, vẫn là một đệ nhất nhân không thể bị thương tổn á. Ôn Ngao Đồn Diêu Gia lần này tổn thất thư thảm và nghiêm trọng, bị tên ma đầu tử hứa một này giết hại rất nhiều tộc nhân. Không chỉ như vậy thôi đâu, rất nhiều gia tộc tu chân lúc trước tham dự cuộc chiến của Diêu gia cho tới bây giờ đều thấp thỏm không yên. Một khi hứa một này còn sống, bọn họ sẽ còn phải lo lắng bị trả thù. Đủ loại âm thanh bàn luận sau một lát trầm ngâm cũng bùng phát ra. Cái tình hứa một này trong La Thiên Tinh Vực quá lớn, gần như không ai là không biết. Thương Công Hổ ngơ ngác nhìn Vương Lâm, sự phức tạp trong lòng mạnh mẽ dâng lên. Chỉ là lúc này trong một khắc, tu vi khuy niết sơ kỳ của Vương Lâm làm cho gã chấn động. Loại khiếp sợ này từ sâu trong lòng gã tràn ngập, mạnh mẽ xuất hiện khắp toàn thân. Gã thực sự không rõ người trước mắt rốt cuộc có đúng là người mình nghĩ hay là không. Chiến không liệt cũng ngây ra như vậy, gã thế nào cũng không nghĩ tới. Chiến ý mang lại cảm giác quen thuộc kia không ngờ lại là của Vương Lâm. Nhất là tu vi của Vương Lâm hiện giờ đã khiến cho gã ngơ ngác hoàn toàn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là vấn đỉnh hậu kỳ Lần thứ hai là cảnh giới dương thực Lúc này là lần thứ ba Cũng đã đạt tới khuy Đức sơ kỳ rồi Hắn thực sự không có ẩn dấu tu gì sao chứ Chiến không liệt vô cùng bối rối Tiên bối Chiến vương ở bên cạnh chiến không liệt Mang theo một vẻ ngạc nhiên vui mừng Nhanh chóng bay đi Dừng ở cách vương lâm hơn mười trượng Lập tức ôm quyền thân sắc cực kỳ cung kính Không chỉ có nàng Giờ phút này trong vòng vạn lý của địa diêm tinh còn có những người ngày đó được Vương Lâm đưa ra khỏi lôi thiên giới. Bọn họ cực kỳ xúc động, đều bay đến lập tức khom người bái kiến. Nhìn thấy những người này, Vương Lâm khẽ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng quát khẽ âm trầm từ trên một tảng đá lớn phía xa xa truyền tới. Trên tảng đá kia có một lão già đang khoanh chân ngồi. Bên người của lão già còn có đường ngôn phong đang nằm hôn mê. Người có tư cách gì mà muốn làm đệ nhất nhân trong 108 của La Thiên Tinh vực ta? Người không có tư cách tham chiến đâu hành động của ngươi như vậy khác nào coi thường tất cả tu sĩ của la thiên tinh vực ta chứ lão già nhìn chậm chậm vương lâm mắt lộ ra sát khí theo lão quan sát hứa mộc này tuy không giết được ngôn phung nhưng khiến cho đường ngôn phung trọng thương cho dù thương thế có khôi phục thì tu vi cũng sẽ giảm đi rất nhiều trận tranh đoạt phong tiên lần này cũng không thể có một chút cơ hội vương lâm thần sắc lạnh như băng nhìn về lão già phía xa xa đúng lúc này cách vương lâm trăm trượng xuất hiện một trung niên tu sĩ người này là một trong những người mà vương lâm cứu trong lôi thiên giới. gã trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, mạnh mẽ nhìn lão già đường gia trầm giọng nói: "ta là người của trường gia, trong ra thiên tinh dục tiến cử hứa tiền bối của tư cách tham chiến, không biết trường gia ta có tư cách hay là không." lão già hội đường ánh mắt lóe lên, không nhìn về hướng tu sĩ trung niên này, mà nhìn trong những lão tổ của trường gia đã tiến đến cách đó không xa. giờ phút này lại có một tu sĩ bước ra, tu sĩ này có chút già nua sau khi bước ra nhìn về phía lão giả hội đường trầm giọng nói triệu giả là thiên tinh vực tiếng cử hứa một tiền bối của tư cách tham chiến không biết triệu gia ta ở trong mắt đường lão tiền bối của tư cách này không vậy lý giả của là thiên tinh vực tiến cử hứa tiền bối của tư cách tham chiến không biết lý giả ta có tư cách này hay không một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu tím tiến lên một bước nhìn về phía lão giả hội đường trịnh gia cũng tiến cử hứa tiền bối không biết trịnh gia ta có tư cách này hay không sau người đàn ông trung niên kia thì một người phụ nữ mặc y phục sặc sỡ cũng đi ra. Thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng mà lộ ra một vẻ kiên quyết. Tại hạ là người trong chi chính của Miêu Gia, tiến cử hứa tiền bối. Miêu Gia ta là một trong những gia tộc trên chủ tinh. Đường lão tiền bối nè, Miêu Gia ta có tư cách này không vậy? Một thanh niên áo đen sắc mặt lạnh lùng chậm rãi đi ra. Những người này đều được Vương Lâm cứu ở lôi thiên giới. Bọn họ đối với Vương Lâm vẫn mang ơn. Chỉ là khi Vương Lâm bị Diêu Gia truy sát, cũng vì gia tộc cản trở mà không thể tương trợ nhưng mà sâu trong đáy lòng đối với vương lâm vẫn rất ấy nấy giờ phút này dù bất cứ giá nào cũng không chút do dự đứng về phía của vương lâm cảnh tượng này khiến cho lão già hội đường kia biến sắc ngay cả lão tổ trường gia cũng ngẩn ra lập tức khóe miệng cười khổ cũng chỉ đơn giản nhắm mắt lại song không chỉ có lão còn có vài người đứng đầu những gia tộc tu chân khác cũng nhắm mắt lại chẳng quan tâm nữa tuy nói như vậy nhưng mà nếu có người nghi ngờ tư cách của gia tộc bọn họ những người này cũng sẽ có ý kiến mạnh gia của địa diêm tinh tiến cử hứa tiền bối không biết mạnh gia tộc có tư cách này không vậy lại có một tu sĩ bước ra không chút sợ hãi nhìn về phía lão già hội đường kia bạch lý gia của lô dân tinh tiến cử hứa một tiền bối thư không gia tộc của thủy minh tinh tiến cử hứa một tiền bối chú gia của địa diêm tinh tiến cử hứa một tiền bối Trữ gia của thiên lâm tình cũng tiến cử hứa một tiền bối. Không biết trữ gia ta thân là một gia tộc trên chủ tinh, có thể có tư cách này hay không? Hết người này tới người khác, càng ngày càng có nhiều tu sĩ bước ra đứng cạnh Vương Lâm, nhìn về phía lão già họ đường. Những người này cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều là những người ở lôi thiên giới đã được Vương Lâm cứu mạng. Cảnh tượng trước mắt này khiến cho lão già họ đường trong lòng chấn động. Ánh mắt của lão lóe lên tinh quang, nhìn về phía đám người đứng bên cạnh Vương Lâm chăm chú nhìn đám tiểu bối của mình với tu vi của lão lúc này cũng phải trầm xuống không biết đám tiểu bối này muốn làm cái gì nhưng bọn họ làm như vậy không ngờ những trưởng bối của gia tộc không phản bác mà cả đám lại nhắm mắt không nói gì hết thể chuyện này khiến cho lão già họ đường lần đầu tiên đối với hứa một trước mặt này có một tia khiếp sợ tu vi của lão cũng đã đạt tới khuy niết nhưng cũng chỉ giống như vương lâm đều là khuy niết sơ kỳ nhưng mà lão đã tiến vào khuy niết trong thời gian dài hiển nhiên đã đạt tới đỉnh của sơ kỳ rồi trong la thiên tinh vực này, ở gia tộc tu chân tầm thường, những người ở cảnh giới âm dương hư thực đã được xưng là lão tổ của bộ tộc. Nếu không có cư duyên khác, cũng không thể xuất hiện người đạt tới khuy niết được. Chỉ có những gia tộc tu chân trên những chủ tinh mới có thể có được khuy niết tu sĩ, nhưng tuyệt đối cũng không nhiều. Mỗi gia tộc chỉ có thể có một người đã là tối đa rồi. Chỉ có những gia tộc tu chân giống như diêu gia được truyền thừa từ tiên giới như đường gia mới có thể có được tu sĩ chân chính đạt tới bước thứ hai đây là nội tình của những gia tộc được tích lũy mấy vạn năm, không thể cưỡng cầu. Lão già này là một trong bốn người đạt tới bước thứ hai của đường gia, đồng thời cũng là người yếu nhất. Chiến không liệt thay mặt chiến gia, tiến cử hứa một tiền bối có được tư cách. Đường lão tiền bối nè, chiến không liệt ta có thể có tư cách này không vậy? Chiến không liệt sau khi trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn chầm chầm lão già của đường gia. Sắc mặt của lão già lại càng âm trầm thân công hổ tiến cử hứa một tiền bối có được tư cách thân công hổ không nói nhiều lời sau khi lời nói này nói ra ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết lão già đường gia cười rộ lên đang muốn nói chuyện nhưng mà vào lúc này một thanh âm bình tĩnh từ trong miệng lão già áo tím thủy chung vẫn nhắm mắt trong ba sứ giả của lôi tiên điện từ từ truyền ra hứa một có tư cách lời này vừa nói ra lão già đường gia sắc mặt hoàn toàn biến đổi gã biết thân phận của lão già áo tím kia Nghe thấy lời nói của đối phương hoàn toàn không dám phản bác Trong tiếng hự lạnh Vung tay áo cuốn lấy đường ngôn phong Trực tiếp rời khỏi Đám tộc nhân của đường gia cũng nhanh chóng bay lên Theo sát phía sau lão già Hướng về phía xa xa rời khỏi Trước khi đi lão già hội đường cổ hung hăng Liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái Trong ánh mắt lộ ra sát khí Vương Lâm bình tĩnh nhìn lại Mở miệng nói Bạo Chứ bạo này vừa nói ra Lão già hội đường ngẩn ra cũng lập tức biến sắc ngay lúc xoay người, đường ngôn phong đang được lão cuốn lấy, lập tức thân mình chấn động, âm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh máu thịt. ngay cả nguyên thần dưới sức tấn công này cũng bị phá vỡ, hoàn toàn không để cho lão già kia một cơ hội giải cứu. từ lúc trước vương lâm đã để lại một lực lượng ẩn dấu sâu bên trong cơ thể của đường ngôn phong, trừ phi tu vi cao hơn hắn một bậc, đạt tới khuy niết trung kỳ, nếu không quyết không có khả năng trong thời gian ngắn phát hiện ra được. giờ phút này nếu người của đường gia đối với hắn lộ ra sát khí. Vương Lâm sẽ không chút do dự kích nổ lực lượng kia, khiến cho đường ngôn phong hoàn toàn diệt vong. Đường gia ngươi, muốn thành diêu tộc thứ hai sao? Thanh âm Vương Lâm rất bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí nồng đậm như gió lạnh. Hứa ừ, mà ông. Lão già họ đường kia mang theo một vẻ đau lòng, nhìn chầm chầm Vương Lâm, tiến lên một bước, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thượng sắc như thường, nâng tay phải lên, mà đúng lúc này, một tiếng hư lạnh từ trong miệng lão già áo tím trong đám sứ giả của lôi thiên điện truyền ra. Lão già này lần đầu tiên mở hai mắt, lộ ra ánh sáng lạnh như băng. Trong thời gian phong danh hiệu, không cho phép đánh nhau vì việc riêng. Tộc nhân của đường gia hãy cút đi cho lão phu. Đợi sau khi phong danh hiệu xong, nếu các người muốn trả thù, thì hãy học theo diêu gia mà tự giải quyết đi. Lão già họ đường dừng lại, trầm ngâm một lát. Thù hằng liếc nhìn Vương Lâm một cái, xoay người dẫn theo tộc nhân nhanh chóng rời khỏi. Người muốn là đệ nhất nhân trong 108 người của La Thiên Tinh Dực này hả? Lão già áo tím của lôi thiên điện ánh mắt lóe lên, bình tĩnh, nói Vương Lâm nhìn lão già này, với tu vi của hắn lúc này có thể mơ hồ thấy được có một luồng nguyên lực rất mạnh dao động. Người này Vương Lâm không nhìn ra tu vi, nhưng nếu đoán thì cũng chỉ kém hơn huyết tổ một chút. Cho dù không phải tỉnh Niết Kỳ thì nhất định cũng phải là đỉnh của khuy Niết Hậu Kỳ đúng vậy vương lâm bình thản mở miệng trong giọng nói lộ ra vẻ quyết đoán cùng chiến ý mạnh mẽ xuất hiện hồn đồ nếu nơi đây không có người khiêu chiến với ngươi lão phu sẽ tuyên bố ngươi có tư cách trở thành đệ nhất nhân của la thiên tinh vực lão già áo tím trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng chậm rãi nói có người nào khiêu chiến hay không lão già ấu tím đảo ánh mắt lần lượt nhìn qua rất đông tu sĩ ngồi trên tảng đá màu đỏ sẫm cuối cùng dừng lại ở một người người này toàn thân mặc áo đen ước chừng khoảng 40 tuổi thái dương có chút thái nhợt trên tảng đá phía trước người của gã có cắm chín thanh đao người này cho dù là lúc trước bị chiến ý của vương lâm đè ép xuống gã cũng không hề có một chút phản ứng gì thủy chung ngồi trầm ngâm chỉ sau khi vương lâm để lộ ra tu vi khuy niết sơ kỳ gã mới ngẩng đầu trong mắt hiện lên một thi chiến ý rất khó phát hiện chiến không liệt muốn khiêu chiến với hứa một tiền bối một thanh âm đột ngột vang lên chiến không liệt hít sâu ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp và bối rối nhưng bên trong cũng ẩn chứa chiến ý nữa gã hướng vị vương lâm ôm quyền cung kính nói nếu hứa một tiền bối khiến tôi chiến mẫu tâm phục chiến không liệt nguyện dâng lên đạo niệm tung tiền bối làm tôn chủ hết sức phụng mệnh lời gã vừa nói ra lập tức trong vùng ngàn dặm dâng lên sóng lớn một thức thần thông của vương lâm đánh lui rừng ngôn phong lê hiển lộ ra tu vi chân chính đã đạt tới bước thứ hai hiện tại là khuy niết sơ kỳ đối mặt với một sức mạnh như vậy lời nói của chiến không liệt làm trong lòng mọi người dâng lên một suy nghĩ khác nhau mặc cho tu sĩ bốn phía quan sát suy nghĩ ngay khi lời này được chiến không liệt mạnh mẽ nói ra gã liền ngoắn một cái trực tiếp tiến vào bên trong quần sáng ngàn dặm mắt sáng như đuốc gã nhìn về phía của vương lâm thần sắc cực kỳ ngưng trọng ôm quyền nói cứ một tiền bối xin chỉ giáo Vương Lâm thường sắc như thường Nhìn vào ánh mắt của chiến không liệt Ánh mắt hiện giờ của hắn nhìn lên người chiến không liệt Ở một góc độ nào đó so với năm đó hoàn toàn khác hẳn Năm đó hắn chỉ có thể giả mạo làm tiền bối Cho dù lúc ở lôi thiên giới Tu vi so với chiến không liệt cũng chỉ là tương đương Trong lời nói vẫn phải có chút cẩn thận Nhưng mà hiện tại thì tu vi của hắn đã đột phá dương thực Chân chính đạt tới bước thứ hai rồi Khuy niết sơ kỳ Nhìn lại chiến không liệt này, tâm thượng Vương Lâm hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt của hắn không có một chút gợn sống nào. Ngươi không phải đối thủ của ta. Niệm tình ngươi và ta trước đây của quen biết. Hãy lui ra đi. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, bình thản nói. Chiến không liệt trầm ngâm một lát, nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, trầm giọng nói. Tiện bối, giảng bối 700 năm trước ở Thiên Lôi Tinh đã cảm ngộ ra sự bất khuất trong sấm xét, đem uy lực bất khuất của trời đất kia dung nhập vào bản thân, quay về gia tộc ngồi tỉnh tỏa dưới chữ chiến di vật của tổ tiên để lại suy nghĩ suốt trăm năm tạo thành ý cảnh của bản thân ý cảnh của ta chính là chiến ý bất khuất dựa vào ý cảnh này tu di của ta đột nhiên tăng mạnh thẳng tiến đến một đường cho đến 400 năm trước đạt tới cảnh giới dương thực nhưng cho đến ngày hôm nay ta vẫn không tiến thêm được nửa bước nữa tiền bối đạo của ta là đúng hay sai đây lời vừa nói ra bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại những tu sĩ cũng đều trầm ngâm thậm chí một vài lão tổ của những gia tộc tu chân ánh mắt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Hiển nhiên vấn đề này đối với bọn họ mà nói, Thủy chung vẫn tồn tại trong lòng. Ta đã từng hỏi qua lão tổ của chiến gia liệt dân tử, nhưng mà khi nghe câu trả lời lại khiến cho ta càng thêm mê hoặc. Chiến không liệt nhìn Vương Lâm trầm giọng nói Xin tiền bối giải thích cho ta. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn chiến không liệt một cái, bình thản nói Chiến ý của người vẫn còn yếu trong mắt chiến không liệt lóe lên tinh quang nhưng mà trong nháy mắt tinh quang này lại trở nên ảm đạm cả người của gã càng thêm trầm mặc chắc hẳn tổ tiên của ngươi đã cho ngươi câu trả lời là hãy khiêu chiến khiêu chiến toàn bộ những người có tu di tương đương với ngươi trong khắp tinh không này lấy chiến đấu không ngừng nghỉ mà cảm ngộ chiến ý lấy chiến thắng không ngừng đi củng cố chiến ý cho đến khi tiến vào một loại trạng thái chiến đấu điên cuồng thì đó chính là sự đột phá đạt tới khuy Niết chiến không liệt thân mình rung lên mãnh liệt ngấn mạnh đầu nhìn vương lâm lời nói của vương lâm tuy không giống với liệt vương tử nhưng mà hàm ý ở bên trong cũng kinh người giống như vậy xin tiền bối chỉ điểm vậy thì chiến mẫu xin cam nguyện dâng lên đạo niệm chiến không liệt lùi ra sau vài bước hướng về vương lâm cúi đầu thật sâu đạo niệm mà có thể tùy tiện dâng lên vậy thì còn gì gọi là bất khuất còn có tác dụng gì chứ chiến không liệt nè niệm tình ta và ngươi đã có quen biết rồi ta khuyên ngươi một câu lễ chiến đấu không ngừng mà ngưng tụ chiến ý cũng lại rất mạnh nhưng mà cái loại mạnh này cũng có giới hạn mà thôi chiến ý thực sự là trong lòng phải có niềm tin phải có đạo niệm khiến cho người phải chiến đấu khiến cho người phải chiến thắng phải có thừa quyết tâm mà chiến đấu thậm chí nếu người đối mặt với ta đối mặt với lão tổ của chiến gia ngươi hay đối mặt với cả thiên địa này nếu dám chống lại ngươi chỉ có một chữ chết thanh âm vương lâm bình thản nhưng mà rơi vào trong tay của chiến không liệt cũng ầm ầm như tiếng sấm tâm thần của gã hoàn toàn kịch chấn thân mình đạp đạp lui ra sau mấy bước chiến ý trong mắt tiêu tan thay vào đó là một tia sáng tỏ như đã hiểu ra Lùi ra đi vương lâm vung tay áo thân ảnh chiến không liệt lập tức lùi về phía sau trực tiếp đi ra ngoài quần sáng ngàn dặm gã trầm ngâm hồi lâu hướng về vương lâm không người chào ngồi trên tảng đá đỏ sẫm yên lặng cảm ngộ bốn phía hoàn toàn im lặng nam tử áo đen phía trước người có cắm chín thanh đao ánh mắt cũng lộ ra tinh quang kinh người gã ngẩng đầu nhìn Vương Lâm với một thanh âm khàn khàn chậm rãi, nói Từng chữ nói ra đều rất huyền diệu, sự ngộ đạo của huynh đài, nam cung mẫu xin bội phục, người có tư cách nhận lời khiêu chiến của tại hạ. Thanh âm của nam tử áo đen truyền ra, gã hoàn toàn không hỏi Vương Lâm có nhận lời khiêu chiến của mình hay không, như thể người trên thế gian này được gã khiêu chiến là có được một vinh dự lớn lao vậy. Thân mệnh của gã vẫn chưa đứng lên, nhưng tay phải bấm quyết vung về phía trước, lập tức chính thanh đao phía trước rung lên một luồng đau khí rất mạnh trong phút chốc từ trên chính thanh đao này lộ ra người này lại vung lên một cái chính thanh đao gào thét bay ra hướng thẳng đến vương lâm đau khí này vô cùng mạnh mẽ âm ầm, ầm tràn tới dường như ẩn chứa một quy tắc nào đó bất ngờ khiến cho bốn phía tinh không này gần sống một trận thậm chí quần sáng bao phủ bảo vệ ngàn dặm kia cũng rung rẩy dường như không chịu nổi đau khí này sắp sửa sụp đổ cứu khúc thiên đau lão tổ của một gia tộc tu chân ngồi trên tảng đá trắng khi nhìn đến đau quan này ánh mắt lóe lên thì thầu, nói những người xung quanh nghe như vậy ánh mắt đều lập tức lóe lên nhìn chầm chầm nam tử áo đen kia trong lòng suy nghĩ thần thông cửu khúc thiên đạo của nam cung gia ở la thiên tinh vực người này hóa ra là người của nam cung gia ở trong tứ đại gia tộc của la thiên tinh vực nam cung đường chiến thân công thì gia tộc nam cung xếp thứ nhất á Năm ngàn năm trước, một nửa số người của Nam Cung Gia ở trên tu chân tinh bị mất tích một cách thần bí. Việc này thậm chí còn khiến cho lôi tiên điện phải chú ý nữa. Nhưng cuối cùng cũng không tìm ra nguyên nhân. Khó trách mà, hẹn chi người này ta chưa gặp qua bao giờ, hóa ra là người của Nam Cung Gia năm đó hả? Trong những tiếng nghị luận tràn ngập, chính thanh đau hóa thành đau khí, cùng với tiếng gạo thét chói tay với tốc độ cực nhanh lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thường sắc bình tĩnh, tu vi của nam tử áo đen kia cũng giống như hắn, đều là khuy niết sơ kỳ. Trong chính thanh đao này lại ẩn chứa một sức mạnh điên cuồng phá vỡ quy tắc. Giờ phút này vọt tới, đem đường rút lui xung quanh Vương Lâm, toàn bộ khóa kín. Lựa chọn duy nhất chính là nghênh chiến. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, tiến về phía trước một bước, nâng tay phải lên trong miệng than nhẹ. Hồ phung Vương Lâm không muốn dây dưa với gã mà thi triển ra thần thông mạnh nhất. Hắn muốn là đệ nhất, nếu dặn co với người này thì khí thế sẽ giảm sút Muốn tranh đoạt danh hiệu đệ nhất sẽ có chút phiền phức. Một luồng hắc phong trong phút chốc lan tràn khắp trời đất. Hắc phong vô tận dường như tràn ngập toàn bộ tinh không. Dưới luồng hắc phong này, đau khí phong tỏa bốn phía không hề có sức chống cự. Lập tức trong tiếng ầm ầm toàn bộ sụp đổ, hóa thành từng mảnh vỡ, cuộn lên mà quay về. Hắc phong gào thép tràn ra hàng khí vô biên, có thể thổi tắt hết thảy những ngọn lửa sinh mệnh trong lúc tuân hoành hóa thành hai con hát lông hai con hát lông này dài nghìn trượng khẽ của mình đã vang lên tiếng ầm ầm hát lông dữ tợn phát ra một sức mạnh như thể uy lực của thiên địa lúc này lại xuất hiện một luồng sát khí nồng đậm đến cực điểm bao phủ sát khí này đến từ vương lâm thân thông này tuy là do hô phong biến thành nhưng lại lấy nguyên lực của vương lâm ẩn chứa sát khí cả đời của vương lâm bao gồm cả chiến ý nồng đậm lúc này của vương lâm một tiếng rít gào kịch liệt trong phút chốc vang lên hai con hắc lùng đang xen vào nhau cùng nhau gầm lên một luồng âm phong hóa thành cơn lốc quét qua chính đạo khí kia lập tức âm âm vỡ vụn chưa thấy gần đã lập tức tan vỡ bên trong cuộn sáng nghìn dặm giữa tinh không vương lâm toàn thân mặc áo trắng hắc phong tràn ngập bên ngoài thân thể hai con hắc lùng vườn xung quanh thân mình vương ra nghìn trượng những tiếng gầm thét không ngừng vang lên thân sắc vương lâm bình tĩnh từng bước từng bước một hướng về phía nam tử áo đen kia người đã muốn đánh ta sẽ đến với ngươi. Thanh âm bình tĩnh gần như âm hàng từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Tại đây trong nháy mắt khi tu sĩ bốn phía nhìn đến thần thông này thì sắc mặt đều đại biến. Thậm chí ngay cả lão tổ của các gia tộc tất cả đều cũng lộ ra vẻ xúc động. Đây, đây là thần thông gì vậy? vậy? Thần thông này quá hùng mạnh rồi Cho dù là có quần sáng nghìn dặm ngăn cách Nhưng mà ta vẫn có thể cảm thấy tâm thần lạnh lẽo ra Như thể là toàn thân bị bổ ở trong hàng băng Ngay cả nguyên lực toàn thân cũng rất khó lưu chuyển Đây không phải là thần thông bình thường Hứa một này không hổ được gọi là ma đạo tử mà Một thân đạo thuộc tràn đầy ma tính Quá hùng mạnh mà Loại thần thông này quá mức đáng sợ mà Nếu đổi là ta chống cự Tất nhiên cũng không có cách trả đòn Loại thần thông này người này học được từ đâu vậy chứ Ta lại chưa hề nghe nói đến nha. Dù già có lôi phong thuộc So với thuộc này cũng có chút tương tự Nhưng quy luật thì dường như là không thể so sánh với thuộc này Lão già mà áo tím của lôi tiên điện kia Hai mắt lóe lên tinh quang Khói miệng lộ ra một tim mỉm cười Trong lòng thầm nhủ Nghe điện chủ từng nói Hứa một này là sư đệ của thanh thủy tiên quân Lời này có khả năng là phải rồi chỉ là không biết cửu khúc thiên đao sắp sửa đại thành so với pháp thuật của tiền đế chỉ mới có thể hóa ra hai con hắc long này cuộc ai hơn ai kém Hát lông rít gào Theo bước chân của Vương Lâm Điên cuồng phun ra âm phun tràn ngập đất trời Hướng thẳng đến tảng đá màu đỏ sẫm Chỗ nam tử áo đen đang ngồi Trong mắt của nam tử áo đen kia Tinh quang càng đậm Nhưng gã vẫn không đứng dậy mà tay phải bấm quyết Lập tức bốn trong chín thành đao phía trước Từ trên tảng đá lập tức bay lên Ngay lập tức cuốn lấy nhau Xoay tròn tạo thành một cơn lốc cơn lốc này vừa xuất hiện lập tức bốn phía tinh không xuất hiện những vết nứt rất lớn dường như không thể chịu nổi. Thiên đạo trảm diệt! Nam tử áo đen thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng. Bốn thanh đao này lập tức xông lên, trong khi không ngừng xoay tròn cũng bắt đầu gào thét, cùng với cơn lốc kia đang xen vào nhau, hình thành bốn thanh thiên đao vô biên vô hạn, dường như có thể khai thiên lập địa, hướng vào hai con hắc long hung hăng chém xuống. Cửu khúc thiên đao lúc này hết sức phô bày ra một sức mạnh mà dường như trên thế gian này không tồn tại vật nào có thể chống cự lại, sau hai lần chính mắt thấy thanh thủy thi triển hư phung, trong lòng Vương Lâm đã cảm ngộ không ít. Giờ phút này khi khống chế thuộc hư phung, trong đầu cũng không khỏi không nhớ tới lúc xem bức họa trên tầng thứ 9 của tàng phẩm các. Dường như bản thân của hắn đã hóa thành đồng tử kia, trong lòng hiểu ra. Vương Lâm nâng hai tay lên, giống như cùng với hai con hắc long dung hợp. Dường như vào lúc này, hắn chính là đồng tử kia, từng mắt nhìn thấy tiên đế Bạch Phàm nâng tay, mấy con hắc long rít gào, thiên địa biến sắc hết thể sinh linh toàn bộ đều bị hủy diệt. Vương Lâm hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nâng sông trưởng lên, bấm quyết. Lập tức hai con hát lông dài nghìn trưởng bên ngoài thân thể liền gầm lên. Trong mắt tràn ra u quan. U quan này rất thâm thúy, dường như trong khoảnh khắc này, hai con hát lông này trở nên có linh tính, hoặc mới thức tỉnh sau một giấc ngủ say nào đó. Dèo tan thương vào trời đất, cuốn theo hát lông nồng đậm bay thẳng đến bốn thanh thiên đao kia. Thiên đao sắc bén, có thể chém hết thể đất trời, nhưng lại không chém đứt được linh hồn của hát lông đau thứ nhất ầm vang lên một tiếng giữa trời đất nhanh chóng chém xuống một đau này mang theo ánh mắt của khán giả bốn phía dường như có thể nuốt lấy hết thảy trong lúc hạ xuống tinh không xuất hiện gần sống dường như dưới một đau này tinh không cũng bị xé ra một đường một con hát lông rít gào ngẩng đầu lên lao thẳng đến thanh đau kia một tiếng nổ lông trời lở đất vang lên đầu thứ nhất kia ngay khi chém xuống mũi đau bắt đầu tan vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ cuồn cuộn lên sự tan vỡ này liên tục tràn ra điên cuồng khuếch tán liên tục không ngừng trong tiếng ầm ầm lan ra toàn bộ thân đau trong phút chốc toàn bộ thanh đau vỡ tan trong khoảnh khắc này đau thứ hai cũng từ trên trời giáng xuống đau thứ hai này vừa mới tới gần liền lập tức hình thành một cơn lốc hùng mạnh khi cơn lốc này ầm ầm hạ xuống trong không gian phát ra tiếng xèn xẹt xuất hiện những vết nứt lớn những mảnh vỡ của đau thứ nhất lúc trước cuồn cuộn nổi lên lúc này cũng lập tức dung nhập vào trong đau thứ hai Đầu thứ hai với một tiếng gạo thét kỳ dị bỗng nhiên chém xuống. Hàng loạt chấn động trong phạm vi ngàn dặm không ngừng âm ầm nổ vang. Trong phút chốc đã ác đi hết thảy thanh âm bốn phía, vang lên trong tay toàn bộ tu sĩ. Một vài tu sĩ của tu vi thấp bị âm thanh này tác động lập tức hai mắt hoa lên. Đầu thứ hai này là do dung hợp với đầu thứ nhất mà thành, trực tiếp chém xuống và chạm với hát lông kia. Trong tiếng nổ, tiếng rống giận điên cuồng của hát lông kia vang lên, toàn thân hát lông này chấn động, vung mảnh cái đầu chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm thành đau thứ hai kia cũng tan vỡ rồi đau thứ ba thứ tư trùng nháy mắt cũng tiến đến hấp thu mảnh vỡ của hai thanh đau kia Đau thứ ba chưa kịp chém xuống liền tự tiêu tan dung nhập vào đau thứ tư hình thành một đau quang không thể tưởng tượng được trong tiếng ầm ầm chém xuống hắc lông này trong tiếng rít gào kịch liệt thân mình tan vỡ hóa thành một luồng hắc phong lớn cuốn ra bốn phía cùng lúc đó thanh đau cuối cùng kia cũng trong tiếng ầm ầm tan vỡ cùng tan vỡ còn có quần sáng nghìn dặm nó rốt cuộc cũng không chịu nổi sức tấn công này hóa thành vô số mảnh vỡ quần sáng này cũng biến mất không còn đoàn tấn công kịch liệt kia đã không còn gì ngăn cản hướng về bốn phía phát tiết ra đám tu sĩ bốn phía sắc mặt đều đại biến trưởng bối của các gia tộc lập tức thi triển thần thông bảo vệ cho tộc nhân những tảng đá xanh kia dưới cơn lốc này toàn bộ bị thổi về phía sau không ít đã trực tiếp nổ tung hóa thành bụi trong thời gian ngắn trong vòng vạn dặm bên ngoài địa viêm tinh này dường như đang lâm vào một cảnh thảm họa nam tử áo đen kia khoanh chân ngồi trên tảng đá đỏ sẫm lúc này sắc mặt tái nhật ánh mắt lụi ra tinh quang tảng đá dưới thân mình phịch một tiếng vỡ vụn thân mình của gã không thể không bay lên cao năm thanh đao còn lại ngay khi tảng đá tan vỡ cũng bay lên theo phía sau thân mình của nam tử áo đen nam tử này sắc mặt tái nhật cũng lập tức lùi về phía sau bốn đầu chém chết một con hắc lông chiến tích như vậy cũng là kinh người hai mắt vương lâm lóe lên hàng quang con hắc lông thứ hai trong tiếng rít gào cũng trực tiếp lao ra không phải muốn đánh sao vì sao lại lùi lại chứ hắn tiến lên một bước dường như cả người dung nhập vào trong con hắc lông điên cuồng lao ra lao thẳng đến nam tử áo đen đang lui về phía sau nam tử áo đen trong mắt lóe lên tinh quang phát ra chiến ý nồng đậm nghe thấy như vậy dừng chân lại hai tay vận phía trước người đẩy mạnh ra phía ngoài trong miệng hét lớn Thiên Đao đồ ma năm thanh đao bên cạnh của gã lập tức chấn động tán mắt ra đau khí sắc bén hóa thành năm đạo ngân quang hướng thẳng đến vương lâm ở trong tinh khung năm đạo ngân quang do năm thanh đao hóa thành bỗng nhiên đồng thời hạ xuống bay thẳng đến vị trí của vương lâm hát lùng rít gào hết sức lao ra hai mắt lóe lên u quang vương lâm nhìn chầm chầm thiên đao đang chém xuống bức họa trong tầng thứ chín của tàn phẩm khác càng hiện rõ trong đầu hồ phùng hoán vũ tác độ thành binh vào lúc này trong đầu vương lâm hiện lên từng chữ viết trên bức tranh còn hắc Lông trong hai mắt lóe lên u quang mạnh mẽ trong nháy mắt há miệng phun ra âm phun nhưng âm phun này không phải toàn bộ đều là gió mà còn có mưa mưa mặc dù không lớn nhưng đích xác là mưa trong phút chốc trong tinh không này hắc phong quét ngang bên trong lại có hàng trăm giọt mưa dung nhập khiến cho bốn phía bị bao phủ vào trong một luồng khí âm hàn theo mưa xuất hiện. Năm thanh đao đang chém xuống kia bỗng nhiên rung lên, bên trên truyền ra những tiếng động răng rắc. Hắc Long giống giận xông ra nghênh chiến với năm thanh thiên đao kia. Những tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, khiến cho tinh không lay động, khiến cho bốn phía xuất hiện những lực xung kích vô tận. Tu sĩ đứng trong phạm vi vạn dặm nhanh chóng lui về phía sau, Duy chỉ có những người tu vi cao thâm mới có thể dưới lực xung kích này mà không hề bị một chút sức mẻ. Hai mắt như đuốc, tận mắt chứng kiến hai đại thần thông giao chiến với nhau. Dư âm tiếng rít gạo của Hắc Long vẫn còn, nhưng mà thân hình nó đã chậm rãi tiêu tan giữa đất trời. Hắc Phong lúc này đã biến mất không còn, sắc mặt Phương Lâm hơi tái nhợt, thân mình lui lại phía sau vài bước, hai mắt lóe lên tinh quang. Người này tu vi tương đương với ta, cũng là một kình địch mạnh nhất mà ánh mắt vương lầm lóe lên thân mình nhoáng một cái dung nhập vào đất trời hoàn toàn biến mất nằm từ áo đen nhanh chóng lùi về phía sau trên mặt đã không còn chút máu nằm thành thiền đào toàn bộ đều tan vỡ tâm thần đã tổn thương trong mắt của gã không hề có sự sợ hãi mà chiến ý còn nồng đậm hơn nữa trong một tiếng cười điên cuồng chân phải của gã bước về phía sau một bước thân mình lui về phía sau chân phải hết sức đạp xuống từ trong tinh không truyền ra một tiếng sụp đổ cực lớn ở phía sau gã xuất hiện một vết nước lớn. Thông khoái mà, Nam Cung Hàng ta sau khi đau đạo đại thành đến đây, ngoại trừ những tiện bối cao nhân có đại thần thông ra, chưa bao giờ gặp được đối thủ. Lúc ta dấn đỉnh là người mạnh nhất dưới âm hư, lúc ta âm hư thì là mạnh nhất dưới dương thực, lúc ta dương thực là mạnh nhất dưới khuy niếc, người có tư cách trở thành đối thủ hiện giờ của ta. Nam tự áo đen, Nam Cung Hàng trong tiếng cười dài, hai tay bấm quyết, ở phía trước người nhoáng một cái, lập tức tinh không bên ngoài cơ thể gợn sống, lại có chính thanh đao hư ảo bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng mà ngay khi chính thanh đao hư ảo này xuất hiện, hư không ở bên cạnh gã nổi lên sống gợn. Vương Lâm bước ra, hai ngón tay phải tạo thành kiếm, không chút do dự điểm ra. Một chỉ này ẩn chứa đạo của Vương Lâm, ẩn chứa nguyên lực khuy niết của hắn. Một chỉ này xuất ra liền có âm dương hát bạch sông ngư xoay tròn, giống như là phong ứng, bỗng nhiên hướng về Nam Cung Hằng Nam Cung Hàng xoay mạnh người, thân mình nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay bấm quyết. Chính thành đào hư ảo phía trước người lập tức lóe lên bay ra. Nhưng Vương Lâm xuất hiện quá sức bất ngờ và lại khoảng cách lại quá gần. Chính thành đào hư ảo này chỉ có hai thanh có thể ngăn trở. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm, trong khoảnh khắc, hai thanh đào hư ảo này lập tức sụp đổ. Ngay khi hai thanh đau này tan vỡ, song chỉ của Vương Lâm hướng về giữa lông mày của Nam Cung Hàng điểm xuống. Đồng tử trong mắt của Nam Cung Hàng coi rụt lại, một mối nguy cơ sinh tử chưa bao giờ xuất hiện, trong phút chốc xuất hiện khắp toàn thân. Giờ khác này không chút do dự, nâng tay phải đưa ra một chưởng, một đạo ngân quang lóe ra, đỡ lấy sông chỉ của Vương Lâm. Một luồng nguyên lực mạnh mẽ trực tiếp xông vào trong cơ thể của Nam Cung Hàng Cả người của gã rung lên, lùi mạnh về phía sau. Máu tươi từ trong lồng ngực chảy ra, nhưng bị gã miễn cưỡng ngăn chặn lại. Càng làm cho gã có cảm giác kinh hãi chính là nguyên lực của đối phương truyền vào trong cơ thể của gã, không ngờ là hai đạo khí hắc bạch hai đạo khí hắc bạch này không ngừng phá hoại cực kỳ vững chắc từ bên trong lại truyền ra một tia dao động ý cảnh lúc này đầu ngón tay của vương lâm đã hoàn toàn mất đi cảm giác hắn thắng lại do đánh lén một đòn của đối phương tuy cũng có nguyên lực chảy vào trong cơ thể nhưng vẫn có thể chống cự chẳng qua nguyên lực của nam cung hàn cũng ẩn chứa đau khí cực kỳ sắc bén sau khi truyền vào trong cơ thể liền giống như một cây đau xé rách thân thể của vương lâm ra vậy Vương Lâm trong mắt lóe lên hàng quang, cũng không lùi lại mà bước tới, dung nhập vào trong hư vô. Sau khi Nam Cung Hàng nhìn thấy Vương Lâm biến mất, đồng tử trong mắt mạnh mẽ coi rụt lại, hai tay nhanh chóng bấm quyết trong miệng quá khẽ. Cửu khúc đau trận! Trong thời gian ngắn, hai thanh đau hư ảo đã tan vỡ kia là một lần nữa biến hóa mà ra, cùng với bảy thanh kia đang xen với nhau nhanh chóng xoay tròn, lập tức vườn quanh bốn phía thân thể của Nam Cung Hàng, mạnh mẽ tản ra phía ngoài. Thường ảnh vương lâm biến ảo ra cách nam cung hàng ba trượng đau trận đã tới sát người đồ hình thú cốt ở trên tay phải nhoáng một cái lập tức biến ảo ra u quang lóe lên u quang trong mắt nó lập tức tỏa sáng khí xám tỏa ra trong nháy mắt này vương lâm đã áp chế được thương thế bên trong cơ thể lại một lần nữa biến mất không thấy nam cung hàng thì thở hổn hển cấp tốc lùi lại phía sau trong miệng liên tục hét lớn Dừng, dừng lại đi, ta nhận thua rồi, ta không thể đánh được nữa. Người có thần thông xuất địa thành thốn, làm sao ta có thể đánh được đây? Dừng lại đi. Gã không ngừng lùi về phía sau, mà lại đổi hướng trong miệng cấp tốc nói như vậy. Ta đã nhận thua rồi mà, tên âm hùng bất tán nhà ngươi, dừng lại đi, lão tử thua rồi, không đánh nữa. Hết tập 177 của bộ truyện tiên nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát nha hôm nay còn mùng 4 tết rồi ngày mơi là mùng năm mùng 6. mọi người chúc mọi người luôn có sức khỏe tốt để um, um, có thể trải nghiệm một cái tết trọn vẹn nha rồi cảm ơn tất cả mọi người